cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục thanh trang kính mời quý vị theo dõi phỏng vấn đặc biệt bác sĩ Nguyễn Quang Phong do thanh trang thực hiện thanh trang xin kính chào quý vị kính thưa quý vị đến với cuộc phỏng vấn ngày hôm nay chúng tôi hân hạnh mời được bác sĩ Phong à, bác sĩ là rheumatologist at northern Virginia Center Arthritis xin kính chào bác sĩ xin kính chào tất cả quý khán giả của đài SBTN và xin cảm ơn cô Trang đã mời tôi tới hôm nay để trình bày. Tôi là bác sĩ Nguyễn Quang Phong, rheumatologist chuyên môn về tê thấp với tất cả các loại bệnh dị ứng. Xin trình bày một vài câu với quý khán giả. Thưa bác sĩ, không biết các chủng tộc khác thì như thế nào? Nhưng mà người Việt Nam mình thì rất là hay bị đau nhất. Da cũng bị mà trẻ cũng bị. Thì có bao nhiêu loại bệnh uh, liên quan tới xương khớp và uh, xin bác sĩ nói sơ qua về cách điều trị. Dạ, yeah. Thường thường uh, không phải là người Á Châu không mà tất cả các trường tộc là đều bị hết. Có độ uh, gồm lại độ 20 loại uh, bệnh tê thấp khác nhau. Uh, có những bệnh bắt đầu từ tuổi còn trẻ có thể uh, sớm như là 3 tuổi. À, có những bệnh như là juvenile arthritis thì bắt đầu độ 10 tuổi. À, phần lớn rheumatoid arthritis là bị với đàn bà từ 20 tới 40 tuổi. Còn à, tới tuổi già thì à, những cái bệnh như là osteoarthritis là nó involve với những cái khớp xương và tay và xương hông và xương đầu gối thì à, à, những người lớn tuổi là không bị tránh được là sẽ bị. À, những bệnh này thưa bác sĩ à, thì bệnh bệnh nào chỉ có ở người già và bệnh nào có thể gặp ở bất kỳ lứa tuổi nào à, tới những cái tuổi già à, tôi xin phép là nói này không có Phật lòng khán giả là sau 50 tuổi thì đàn bà sẽ bị những cái bệnh như kém xương sau 60 tuổi sau 70 tuổi thì osteoarthritis với lại những cái bệnh như là polymyalgia rheumatica rất là thông thường, tức là trong người mình có cái chất viêm tức là một chất sưng khi mà cái immune system mình nó sưng lên như vậy là nó sẽ affect nó sẽ bị ảnh hưởng tới khớp xương của mình và thông thường là vai với xương hông là bị nhiều nhất. Thưa bác sĩ vì sao khi người ta bị đau thì hay bị tê. Cái 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 vấn đề đó cũng dễ giải thích thôi, khi mà khớp xương mình nó sưng thì nó chạm vào cái dây thần kinh ở cái khớp xương đó, cho nên là những cái dây thần kinh nó sẽ bị ảnh hưởng, nó bị sưng thì người bệnh nhân sẽ cảm thấy cái 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 tê ở tay hoặc chân vì là sưng ở khớp xương. Có nhiều người làm vì làm những công việc mà đi đứng hay là khuân vác quá nhiều thì họ nói là họ bị giãn tĩnh mạch. thì cái bệnh đó là bệnh gì và và có thể trị dứt hay không? À, cái chuyện đó là việc thường khi mà mình lớn tuổi, à, cái lưng của mình nó kém thì nhất là làm việc à, khuân vác nặng nề thì sẽ bị chạm vào cái khớp xương ở lưng thì nó chạm vào dây thần kinh thì sẽ bị à, đau như vậy. thì à, cái đó cũng chữa được à, tập thể thao rất là quan trọng à, uh, thuốc thì có có lúc cần chích vào xương uh, có tệ lắm cần lắm mới mổ độ 5% của những người bệnh nhân như vậy sẽ cần mổ còn ngoài ra 95% là chữa được Cảm ơn bác sĩ thì ngoài thuốc men và các phương pháp điều trị thì ăn uống và tập thể dục như thế nào cho hợp lý với các cái bệnh đó Trang nói rất là một câu hỏi rất là uh, tốt mà quan trọng lắm đối với tôi thôi ăn uống rất là quan trọng cho tới thấp tức là mình ăn mình cần tránh chất mỡ là vì chất mỡ nó là cái nguồn cho người mình nó sưng lên mà có viêm cho nên trong ăn cần tránh những thịt mà nó có quá nhiều mỡ để tránh cái chất sưng xong rồi đối với tôi đó là ăn uh, uống supplement uống những cái thuốc supplement là quan trọng à, tiếng mỹ là turmeric tức là một cái chất mà dùng thông thường để nấu cơm của người ấn độ với người việt nam thì Nhạc có người uh, tức là tức là chất nghệ đó yeah. tức là có người ăn được quen cái vị ăn được nhưng mà có người không được thì tôi khuyên là uống cái chất nghệ cộng với ăn thật kỹ thì là rất là tốt cho thật thấp À, uống supplement Ví dụ như một người thiếu vitamin D à, Bác sĩ khuyên uống một ngày 2000mg Thì cái người đó có thể uống một cái viên multi uh, uh, multivitamin khác Mà nó có chứa vitamin D trong đó hay không? Hay là hay là nó dư, nó bị dư? À, uống như vậy cũng được, thường <laughs> thường là không dư cái, 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 tôi khuyên là vitamin D đó là 2.000 unit một ngày là tối thiểu, thấy có uống dư hơn trên 2.000 một chút vì vitamin khác có một tí đi thì cũng không sao. Cái cái số lượng là từ 2 ngàn tới 4.000 một ngày là tôi khuyên. Còn bổ cho xương nữa thì quan trọng nữa là uống magnesium và uống vitamin K, cái đó với cái combination với calcium rất là bổ ích cho xương. Tập thể dục thì cũng rất là quan trọng thì bác sĩ khuyên những cái người bệnh xương khớp tập những cái môn thể dục nào? Ví dụ người ta quá thích yêu thích những cái môn thể thao mà dùng sức nhiều thì bác sĩ có khuyên người ta nên giảm bớt hay không? À, tập thể dục về tuổi già rất là quan trọng. À, cần à, đi bộ một ngày 35 phút tối thiểu 5 ngày một tuần xong rồi tập thể thao và tiếng Anh kêu là core exercise, tức là mình tập cho bụng, mông và lưng cho nó khỏe để có cái balance đi đứng lại cho khỏi dễ bị té, rất là quan trọng đối với già. Thưa bác sĩ, cái bệnh rỗng xương á, thì cái cách điều trị và đo xương như thế nào và có cái thuốc gì mới hay không? Trang hỏi một câu rất là uh, uh, tốt và quan trọng. Uh, đối với đàn bà Á Châu, uh, gần như là 90% sau khi mà uh, bị menopause, tức là tiếng Việt uh, nói là sau khi hết đường kinh đó, yeah. thì đàn bà sẽ mất xương. mà sẽ mất xương nhanh lắm. Mỗi một năm có thể mất 2-4%. Cho nên tới tuổi 70-80 có thể sẽ mất hơn một nửa của xương mình sau so, uh, cái chuyện đo xương rất là quan trọng thường thường là đo uh, lúc độ sau 50 tuổi một lần xong rồi 60 tuổi trở đi là mỗi năm phải uh, hai cứ hai năm phải đo xương một lần uh, mà rất quan trọng là vì thời nay uh, có một vài thứ thuốc mới có thể uh, bổ cho xương mà tốt cho xương lắm uh, cho nên là uh, mình xài thuốc hay không tùy xem là cái, cái cái kết quả đo xương có cần hay không cho nên là đối với một người bệnh nhân mà muốn giữ cho xương tốt và 80 đó, là cần nhất là đo xương trước khi quyết định là có cần chữa hay không dạ. phụ nữ mà trước menopause thì có có cần phải bổ sung calcium không bác sĩ hay là hay là mình mình bổ sung trước tới cái menopause nó đỡ bị hơn có như vậy có vậy? cái đó uh, ăn uống rất là quan trọng Tức là từ 35 tuổi trở đi là cần có đầy đủ calcium với vitamin D ở trong diet của mình. À, tức là mình ăn uống nó vẫn tốt hơn. Xong rồi mình supplement thêm calcium 600mg à, một ngày để cho cái xương của mình nó giữ được tốt cho tới à, cái tuổi của bị menopause. Cái đó rất là quan trọng. Xin cảm ơn bác sĩ. À, kính thưa quý vị, vừa rồi chúng tôi có cuộc phỏng vấn với bác sĩ Phong Nguyễn, là rheumatologist. À, xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi xin cảm ơn bác sĩ cảm ơn cô trang Và cảm ơn quý vị